Chào các bạn nhé. Hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn về cái toa thuốc chữa cho các bệnh nhân bị đau cổ vai gáy. Đi chụp X-quang này là thái hóa đốt sống cổ. Thái hóa đốt sống cổ 4 đốt, các bạn thấy khiếp không? C5, C6, C7 và C2. Đấy, theo kết quả gửi cho. Bị 4 đốt sống cổ. Đau cổ vai gáy không cử động được mấy, quay đi quay lại rất khó khăn. Và bị thoát vị đệm đốt sống lưng. Mà bệnh nhân này mới có 45 tuổi thôi nha. Các bạn thấy không, có 45 tuổi mà bị bệnh rất nặng. Như thế là nặng rồi. Vì là nam giới mà 45 tuổi sức vẫn tốt mà. Mà đã bị thoát vị đệm lưng, thái hóa 4 đốt sống cổ. Bây giờ là cổ cứng, đau, co cứng, không cử động được. Lưng đau, đi lại rất khó khăn. Thế là lần trước thì là mình có cắt cho bệnh nhân 10 thang rồi. Thì uống 10 thang uống 20 ngày, cải thiện rất tốt. Thế là nhắn tin bảo cảm ơn thầy, uống rất hiệu quả. Thế là nhờ thầy đợt này cắt thêm cho 10 thang nữa. Thế là hôm nay vừa cắt vừa chia sẻ cho các bạn về cái thuốc này rất hay. Cái thuốc chữa về xương khớp này thì nói chung cái bài về thoát vị đế đệm lưng này thì là có một cái bài thuốc rất hữu ích mà các bậc tiền bối đi trước để lại cho. Sau đó là những người học y như mình thì cũng được nhà trường dạy, được các thầy dạy và sau đó là về sẽ kết hợp với kinh nghiệm làm việc lâu năm chữa bệnh nhiều người thì mình gia giảm thêm. Đấy, gia giảm thêm nó rất hữu ích. Cái bài độc hoạt tăng ký sinh này thì nói chung là rất rất nhiều người dùng và cho rất hiệu quả với những cái bệnh thoát vị đế đệm. Đặc biệt cái bài độc hoạt tăng ký sinh này thì nó chữa về vùng lưng và vùng chân. Đấy, còn nếu mà đau cổ vai gáy thì lại là những vị thuốc khác. Cho nên là khi học các thầy dạy thì mình về mình kết hợp, bắt đầu là phải gia giảm thêm. Cái quan trọng là cái khám được bệnh nhân, biểu hiện ở cái bệnh nhân, ví dụ là người ta bị tê buốt xuống chân. Tê buốt xuống chân thì nó có nhiều vị trí tê buốt, ví dụ tê buốt xuống sâu đến tận gan bàn chân này thì nó lại là khác. Còn nếu mà tê buốt nó chỉ ở trên phần đùi thôi thì nó lại là một điểm khác. Thì từ những cái biểu hiện đó thì mình sẽ biết để mình gia giảm thêm vị thuốc vào thì nó sẽ đem lại hiệu quả rất tốt cho bệnh nhân. Đấy, chứ không phải là cứ cái bài thuốc như thế bê vào chữa thì không phải. Cứ mà lấy cái bài thuốc, cắt nguyên bài thuốc như thế thì là có thể là gặp may, thì có thể là trúng bệnh thì là đỡ bệnh. Nhưng mà nếu mà không gặp may thì sẽ không khỏi được đâu. Cho nên là một người thầy thuốc là gọi là cái khám lâm sàng rất quan trọng. Thứ nhất là phải vọng văn vấn thiết mà, có nghĩa là phải hỏi, thăm khám, phải hỏi xem các cái biểu hiện. Mà các cái biểu hiện đó thì chỉ có bệnh nhân biết được thôi, chứ người thầy thuốc làm sao biết được. Chả có ông bác sĩ thầy thuốc nào có thể biết được trong người bệnh nhân thế nào. Vì tại sao, ví dụ có bạn ăn cái gì đó vào bạn bị đau bụng thì cái đấy thì chỉ có bạn biết, thế làm sao mà thầy thuốc biết được. Cho nên là các bạn phải nói. Hoặc là biểu hiện có những bạn sinh lý yếu, khi ngủ với vợ, quan hệ vợ thì chỉ được 1-2 phút thôi, thì những cái đấy thì các bạn phải nói thì sẽ dựa vào các triệu chứng và thêm kết quả bắt mạch, chứ không phải là bắt mạch biết tất cả được, làm sao biết hết được. Có nghĩa là bắt mạch chỉ biết được một phần bệnh nào đó thôi, và theo những cái kể của bệnh nhân về triệu chứng bệnh của mình, và từ đó y khoa người ta đã chứng minh rồi và cái biểu hiện của chỗ này là thế nào. Ví dụ như các bạn sờ vào đốt C7, các bạn đốt sống C7 mà các bạn ấn đau mà nó ấy thì chắc chắn biểu hiện đấy là quả dạ dày. Đấy, ví dụ mà vào cái đốt sống N2, N3 phần thắt lưng ấy mà nó đau mỏi thì nó biểu hiện đấy là thận du. Đấy, nó cái đốt C6, C7 của các bạn bị thái hóa thì chắc chắn nó sẽ làm đau cổ vai gáy, vì nó ứng với vùng vai gáy, nó đi ra cánh tay. Đấy là mỗi một cái chỗ nó biểu hiện một cái. Đấy, cho nên là cái khám rất quan trọng. Cho nên là phải hỏi, ví dụ là bệnh nhân là phải cao mét bao nhiêu, hỏi cao để làm gì, hỏi cao nó ứng với cân nặng. Ví dụ là bây giờ nó có người bảo tôi nặng 70 cân, ví dụ nặng 70 cân mà nam giới thì hỏi anh cao mét bao nhiêu, mà bảo tôi cao có 1m6. Đấy, như thế thì là người đấy thì chắc chắn là không thể cân đối được rồi, và người đấy thì béo rồi, người đấy thừa cân, và thừa cân thì nó sinh ra rất nhiều bệnh. Cho nên là nhiều khi là khám bệnh nhân vẫn hỏi là vì không gặp trực tiếp mà, qua điện thoại thì hỏi là em cao mét bao nhiêu. Nắm người bảo ô sao thầy khám bệnh mà hỏi cái chiều cao, bảo tất nhiên rồi, ví dụ là em cao 1m8, em nặng 75 cân thì người em rất đẹp, như thế là người này chứng tỏ
về không bị thừa cân. Thì bắt đầu từ đó mình mới biết cân đối ra. Hai nữa là thuốc. Ví dụ như là cắt cùng một cái liều thuốc, một thang thuốc, cắt cho người trưởng thành nhưng người ta phụ nữ có 40-42 cân thì cái hàm lượng nó khác. Còn cùng là một người phụ nữ nhưng có người người ta 70 cân thì cái trọng lượng cơ thể người ta khác. Thì mình vẫn phải gia giảm thuốc làm sao cho nó phù hợp, thích nghi với người đấy. Đấy các bạn hiểu chưa? Chứ không phải là người nào cũng giống nhau. Ví dụ bây giờ mà các bạn bảo là có cô 60 cân, phụ nữ 60 cân cao 1,5 m thì chắc chắn là phải béo rồi, chứ làm sao người đấy mà gọi là người chuẩn được. Thì nếu mà khi béo thì nó sinh ra một số bệnh như là mỡ máu, men gan, hay nếu tuổi cao nó sinh ra huyết áp, tiểu đường, rất nhiều bệnh. Thì lúc đó là mình cắt thuốc thì mình phải biết đấy, người ta gọi là bổ tả mà. Đấy cho nên là khi bệnh nhân nào cần bổ và bệnh nhân nào cần tả thì lúc đó mình sẽ dựa vào cái đấy để mình cắt thuốc cho bệnh nhân. Mình gặp nhiều trường hợp nhắn là thế em cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân, thì nhiều người người ta không biết, người ta bảo ô sao thầy thì khám bệnh mà thầy hỏi cả chiều cao cân nặng, bảo có cái đấy nó có ấy. Vì mình không gặp trực tiếp mà. Nếu như mà mình gặp trực tiếp ở đây thì mình nhìn thì mình có thể biết được người này là thể trạng thế nào. Nhưng mà đây là cắt thuốc qua Zalo, cho nên cắt thuốc qua Zalo thì phải hỏi rất kỹ ăn uống thế nào, ví dụ ăn uống đều đặn hay không. Các cụ có câu nói là ăn được ngủ được là tiên mà, cho nên những người ăn uống ngủ điều hòa sinh hoạt được, ngủ dậy người nó khoan khoái, người đấy thì ít bệnh thật hơn. Còn những người nào ăn không ngon, ngủ trằn trọc ấy thì người đấy nó sinh ra bệnh. Vì nó đấy là biểu hiện của sinh ra bệnh rồi. Thế các cụ, những người mà chả làm thầy thuốc, các cụ vẫn có câu nói rất hay là ăn được ngủ được là tiên mà, không ăn không ngủ được mất tiền thêm no đấy. Thì các bạn là những người mà trằn trọc ăn không ngon, ăn không hấp thụ, xong rồi đêm ngủ không được thì làm sao mà khỏe được. Đây ví dụ lâu lâu có trận bóng đá Việt Nam đá muộn đấy, mấy cái trận trước đá World Cup đá muộn, đá vòng loại thứ ba World Cup đấy, mà coi xong hôm sau dậy không làm việc được, nó mệt. Ừ thì 12 giờ, hơn 12 giờ mới đá, coi xong muộn rồi, thế bắt đầu ấy làm sao mà hôm sau khỏe được. Nên các bạn muốn có một sức khỏe tốt, các bạn phải ăn uống sinh hoạt đều đặn, chứ không phải ăn nhiều là tốt nhé. Nhiều người nghĩ ăn nhiều là tốt, không phải, ăn nhiều không phải là tốt, bổ quá không tốt. Ăn vừa đủ và tập luyện thể thao. Các bạn phải làm gì thì làm, công việc có bận đến mấy các bạn phải dành một ngày ra ít nhất 30 phút đến 1 tiếng để các bạn chơi thể thao, thì lúc đó cơ thể mới khỏe được. Đây là như cái bệnh nhân này, các bạn bảo có 45 tuổi mà thoát vị mấy đốt sống lưng, thoái hóa mấy đốt sống cổ, đau mỏi có ăn uống được gì đâu. Ừ bây giờ người không vận động, đau không đi được, không vận động nhiều, không vận động nhiều mà ăn nhiều thì nó dư chất ngay đấy, nó lại thừa một đống bệnh trong người. Cho nên là các bạn muốn khỏe mạnh, các bạn phải ăn uống đều đặn, sinh hoạt điều hòa, sinh hoạt lành mạnh, chơi thể thao, chơi đến một môn thể thao nào đấy. Người ta khỏe thì người ta đi đá bóng, đi bóng chuyền, bóng cầu lông, còn mình không thì mình đi bộ đấy, đi đạp xe đạp. Mỗi người chọn cho mình một cái phương tiện, một cái môn thể thao để mình chơi, nó sẽ đem lại sức khỏe tốt cho bản thân. Như cái anh bệnh nhân này ngày xưa cắt 10 thang đỡ nhiều lắm ấy. Ừ, uống đỡ tuyệt vời luôn, nhà ngay ở Thanh Xuân Hà Nội, cứ ở gần thì nên cắt 10 thang một, uống 20 ngày. Còn những người ở xa thì người ta cắt khoảng 15 thang. Cái thuốc lam này uống thì nó không bị những cái phản ứng phụ và nó không độc hại, cho nên các bạn uống thời gian 2-3 tháng vẫn được. Còn nếu mà thuốc tây mà các bạn uống 2-3 tháng thì cũng đấy, đấy nó có nhiều phản ứng phụ. Thế các bạn thấy không? Cắt thuốc chữa thoát vị đĩa đệm nhưng vẫn cho kỳ tử đỗ trọng vào, vẫn cho hà thủ ô, vẫn cho những cái vị bổ thận vào. Thế nên các bạn thấy cái thận nó quan trọng, vì là thận là chủ cốt tủy mà, cho nên là thận thận chủ xương cốt, thận yếu thì xương cốt nó nhanh yếu. Cho nên là mình ngoài các những vị thuốc để đau xương ra, hoạt huyết ra, mình phải bổ cả thận cho bệnh nhân. Thế đấy, chữa thế thì nó mới được bền vững. Thì bệnh nhân uống vào nó mới ngoài hết đau ra, cái thận của mình nó cải thiện,
Thật sự các bạn nhé, tất cả những người mà nam hay nữ, nếu mà nam giới mà 40 trở ra mà thật sự các bạn có hiện tượng là bị rụng răng hoặc là bị cắn cái vật gì đấy hơi cứng mà mẻ răng ấy, hay là tóc bạc sớm này, hay là đau mỏi lưng, thì nói thật sự các bạn thì không bao giờ có thận khỏe được. Mà nói thật, thận mà đã không khỏe thì các bạn không bao giờ khỏe được luôn. Có những ông già các bạn biết không, 70 tuổi rồi mà vẫn đòi đi lấy vợ. Nhiều trường hợp mà 70 tuổi bà các bà mất, nhiều ông 70 tuổi, hơn 70 tuổi mình chứng kiến nhiều, vẫn còn đòi đi lấy vợ. Những người đó không bao giờ thấy kêu đau xương khớp luôn. Thận người ta rất khỏe. Cho nên là mấy ông nhu cầu đòi hỏi cao, không bao giờ thấy kêu đau mỏi gì, những người đấy chả giờ tìm đến thầy thuốc. Có những người bảy mấy tuổi chưa giờ biết bệnh viện là gì, chưa giờ biết thầy thuốc là gì. Đấy, các bạn thấy những người được cái thận cực kỳ luôn. Đấy. Thế sắp tới thì mình sẽ chia sẻ nhiều các cái vị thuốc và các cái huyệt đạo. Mọi người xem thì mọi người ấn đăng ký kênh. Thì khi Vũ Dũng làm video chia sẻ thì các bạn sẽ biết. Đấy, các bạn thấy là một mình chưa có học trò phụ, cứ đứng lên tắt điện thoại là lại phải đứng lên. Chưa có người phụ, phải mấy hôm nữa học trò mới lên.